Chào các bạn trên cây cảnh. Những phôi dưới từng mực này mình vừa mới chuyển chậu thay đất từ tháng 7. Cái từng mực này mình ghép mai chiếu thủy. Mình đều làm video. Có mấy hôm các bạn nhìn tốt oằm, tốt mù. Nhưng mình chưa gióng lọc cái mầm mới đi, sợ cây nó chưa ra rễ. Nếu như cây này mà nguyên gốc thì mình lọc mầm đi để cho mai chiếu thủy nó mọc. Nhưng mai chiếu thủy ra cái đã ra hoa luôn. Còn cây mà làm khu này là khu làm cuối cùng. Thay chậu. Làm thay đất. À thay đất. Hôm mình làm ban đêm, mới làm thôi. Lộc đã. Ôi cây này hôm qua gà rẫm mình bẻ lại chết rồi. Thôi sống chết sau này phải cố. Một là không nuôi gà. Hai là phải cố phải rào lại cái khu này thôi. Chắc không nuôi gà các bạn ạ. Không nuôi gà, không có gà ăn. Cày chưa? Mất cái bóng này rồi. Một cái cành nhánh này. Đấy. Thì vấn đề dâm cây, ươm cây, thay chậu thay đất thì mình làm nhiều. Thì video của mình thì thường là video để lưu cho cá nhân, chính bản thân mình. Sau đó cũng đăng lên YouTube chia sẻ công khai. Tất cả những cái gì mình làm, mình trải nghiệm, mình thấy, cũng từ học hỏi anh em trên YouTube, anh em trực tiếp. Nhưng mình cũng thấy ra nhiều điều. Thì đúng như câu người ta nói mà, thức khuya mới biết đêm dài. Sống đâu lâu mới biết lòng người ra sao. Trải nghiệm nhiều, làm nhiều thì mình cũng có nhiều cái mới để chia sẻ với anh em. Ví dụ các kỹ thuật cắt V. Đấy. Cắt V một lần, cắt V hai lần mình đều thành công đây rồi. Rồi cắt V dài đều thành công. Nhưng trong những cái này hầu như anh em đều làm. Nhưng dâm cây bằng rác thì có lẽ mình nghĩ là mình là người đầu tiên. Và các bạn nhìn những cái phôi dưới của mình đều là dâm bằng rác, nó như thế nào. Tối hôm qua mình bơm nước, mình xả nước mất đi. À mình tưới cái cây này thì xem kiểm tra như nào. Định quay video tối quá, bởi thường mình hay làm video ban đêm, nó cũng thuận cho lắm. Cho nên mình đã. Thì cái phôi dưới này mình không nhớ chính xác mình dâm từ hôm nào. Hình như là từ hôm mùng 3. Rồi mùng 3 hay sao ấy. Mùng 3 tháng 8. Thì thời gian bây giờ là 15 tháng 8 năm 2024, tức là ngày 12 tháng 7 năm Giáp Thìn. Thì hôm qua bắt đầu mình cho rác ra, mình bỏ chăn này ra và mình kiểm tra thử, xong mình lấy nước mình dội sạch thì phôi đã mọc khá khỏe các bạn ạ. Đây này. Mầm trắng trắng trong này nhá, mầm trắng này này. Đây mầm này, đây mầm này. Mầm này nhá. Có lẽ đây này, mầm này, mình cho điện thoại thấp xuống nhá. Các bạn quan sát. Đấy, những mầm đã nảy đúng không? Đây. Những mầm đã nảy, đây mầm dưới này nảy dài hơn. Đấy, chính ngón tay mình chỉ đây 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 đấy. Đấy. Những mầm nó nảy dài hơn rồi. Đây. Tất cả những mầm đã nảy. Thì mình cứ cho là mùng 2 đi. Mùng 2 mình làm video về cây này. À mùng 2 mình dâm cây này. Đấy. Đây, mầm nảy hết. Bởi vì mình nhớ tại sao mình nhớ mình dâm mùng 2 mà mùng 2 mình dâm cây này. Bởi vì mùng 2 là hôm đấy mình đang làm video về cái phơi dưới cắt V này này. Đấy, về phơi dưới cắt V 90 độ. Thì thằng cháu trong câu lạc bộ mình nó gọi ra giúp làm mấy cây dưới khủng của nó. Thì mình xem lại video mình nhớ hôm đấy mình làm cây này. Đấy. Và khi mình làm cây này thì thằng cháu mình nó gọi xong ra mình nhớ bảo là tôi chú cố trong tối. Mai chú phải làm dâm cây. Vậy là mùng 3 mình dâm, hôm nay mùng 15, chỉ là được 12 ngày phôi dưới đã mọc. Đấy. Vậy cái kỹ thuật dâm cây bằng rác không ấy
bằng rác thì các bạn đã thấy nó tuyệt vời như thế. Cho nên mình chia sẻ, cũng như nhiều anh em chia sẻ dâm ngọn đây, à dâm gốc, đảo gốc đấy nhá, dễ đấy, mọc rất khỏe nhé. Đấy, thì tất cả những kỹ thuật đóng ghép xanh thì chúng ta đã làm nhiều, như ruối đóng ghép mình cũng đã thử, đấy cũng đã thử, thường mực mình đóng ghép, bây giờ cây đã phát triển, còn cắt vê, uốn, nắn mình cũng làm, như tất cả cái đấy anh em đã làm nhiều, nhưng dâm bằng rác không, đấy, thì anh em chưa làm. Còn nhớ là cái điều kiện rác không của mình là rác là gì? Mình chọn một chút mùn và phủ kín lên, càng ngày càng tưới. Còn cái này hôm qua mình đã tưới nước, xả nước thì bây giờ mình không cho rác nữa. Và bây giờ nếu cho chăn, cho đệm, cho rẻ lên thì nó lại nắng nóng, nóng hỏng. Cho nên bây giờ mình lại lấy cái lá nhé. Lá rác khô cũng được, tươi cũng được. Mình để lên thôi. Đây mình để lên. Thế bây giờ mình lấy lát rác nhỏ nhé, cái rác nhỏ mụn, mụt này, mục này, gần mục này này. Thì để lên nó sẽ ép mấy cái lá, cái mầm mọc. Bây giờ mình lấy lá bình thường kia. Thôi mình lấy luôn ví dụ nhá. Đây lấy luôn ví dụ. Mình để lên. Bởi vì hôm qua ban đêm mình mới xả nước. Khi mình xả nước thì cái lá xả nước ra thì nó hở ra phải không? Hở ra ban đêm sao, như ban ngày hôm nay mà trời nắng thì những cái lá rác, cái lá nó chưa kịp thích ứng thì nó sẽ bị khô trột. Thì bây giờ mình lấy cái lá này vào, mình phủ lên. Mà lá này phủ lên thì vẫn đủ đảm bảo, đủ thư thoáng, vẫn che được. Đấy, thì vẫn che được ở trên. Và cây nó sẽ xiên dần ở dưới, dưới lên. Đấy, nó vẫn xiên dần dưới lên được. Vẫn đảm bảo là mầm vẫn mọc và lá vẫn xiên lên được. Đấy, ví dụ như thế. Và cái này thì nó không, nó là cái lá còn khô, còn mới. Cho nên nó sẽ không bị ép xuống cái mầm, và mầm vẫn phát triển bình thường. Đấy. Vậy cách làm của mình là cách làm đơn giản như vậy. Chỉ cần lá rác thôi. Tỷ lệ dâm cây mọc, nếu như mình dám đảm bảo cây ruối, phôi ruối của chúng ta khỏe, không nhiễm hóa chất, các loại thuốc sâu, thuốc cỏ, muối, tức là cây ruối khỏe mạnh, thì dâm cây nào mọc cây đấy, bất kể là mùa nào, xuân hạ thu đông. Đấy. Bất kể mùa nào, xuân hạ thu đông đấy. Bây giờ mình che như thế, xong cho nó rơi tự nhiên. Bất kể mùa nào, xuân hạ thu đông mà dâm cực khỏe. Còn dâm ngọn, dâm lọn đầu thì mình đều làm qua hết rồi. Đây, lọn đầu. Khi lọn đầu các bạn phải chấp nhận dâm một năm cho nó mọc đã, xong cho nó mới lọn. Đấy, dâm lọn đầu. Còn cây ruối mình quay đầu video cũng là cây ruối mình rôn dâm lọn đầu nhá. Đấy, đây, lọn đầu. Đấy. Còn cách làm nào các bạn quan sát lại video cũ của mình nhá. Đây, cảm ơn các bạn xem video. Thì mình chốt lại như này này. Thật ra là đúng là sống lâu mới biết đêm dài. À, thức khuya biết đêm dài, sống lâu mới biết lòng người ra sao. Mình cứ làm, cứ trải nghiệm nhiều thì mình rút ra nhiều kinh nghiệm cực kỳ hay các bạn ạ. Đấy, các loại kỹ thuật làm, không làm thử thì không thể nào phát hiện ra được những quy luật đó. Đấy. Cho nên mình thấy quy luật dâm bằng rác, theo mình nghĩ không có gì tuyệt vời hơn. Và dễ dàng hơn, rẻ hơn. Bởi vì khi chúng ta dâm bằng cát, dâm một chất trồng khác thì chúng ta phải có thời gian là cạo, phôi, nạo, phôi, gọt, phôi, rồi ủ bao nhiêu lâu, mầm dài, mầm ngắn, như nào, rất là khó. Nhưng khi chúng ta dâm bằng rác, các bạn khai thác về, các bạn vứt đấy, dâm luôn, vẫn mọc. Khai thác về các bạn để khô héo, các bạn dâm cũng mọc, cụ thể nhất cái cây ruối lộn đầu ấy. Năm ngoái năm kia nhỉ, mình khai thác về đúng thời gian 16 tháng 7. Mình để đúng một tháng, không phải ủ khô nhá. Mình vứt đấy, mình lấy cái bạt tre héo khoát lại. Nhưng mình cho xuống đấy, lấy rác dâm cũng mọc. Còn cái phôi này, mình vừa dâm, vừa đăng lên là cái phôi mình mua. Bởi năm nay, nhiều anh em hỏi mình còn bán không, thật ra mình không bán nữa. Mình mua thôi, bởi vì năm nay mình không khai thác. Và năm nay phôi ruối các bạn biết chưa, Lùng Ngạn thành chợ lớn rồi. Người ta khai thác phôi thành chợ. Ngày xưa mình khai thác không ai khai thác, bây giờ thành chợ lớn như thế thì làm gì còn phôi nữa mà khai thác. Cho nên mình lại chuyển sang giai đoạn mà mình mua. Đấy. Thì cứ lâu lâu mình mua, thì cây này mình mua mình lướt. Thật ra khi mình mua mình không cầu kỳ là giá cả mà cả anh em đâu. Mình vào mình thấy là mình chốt thôi, bảo bao nhiêu mình lấy bấy nhiêu. Đấy, mình lấy xong. Rồi không biết bao nhiêu lâu bạn mới gửi đến hô quắt. Hô héo quắt rồi. Thế mình chỉ việc nhét vào đấy, mình đổ nước vào,
cho rác đầy vào, đổ nước vào như các bạn nhìn thấy. Và nếu các bạn xem video thì các bạn thấy cái đống cái miếng xanh xanh đấy mới thôi. Đấy, hôm nay đã mọc đây, các bạn còn nhìn cái mình ghép ba cái cây gì nhỉ? Ba cây mạ cành mai chú thịt khổng to đây, 4-5 phân vào đây này, mọc rồi. Đấy. Đấy, riêng cây này mình thực hiện hai kỹ thuật, một là ghép rễ, hai là ghép thân. Ghép rễ thì giống như trồng cây mới thì không có gì rồi. Đấy, nhưng ghép thân đây các bạn quan sát. Cái thân này mém loại trời nắng nhá thì mình thấy nó bắt đầu chuyển sang màu tối. Như bây giờ trời mưa cái nó lại chuyển sang màu vàng. Nếu thân này mà thành công thì cũng là một cái trải nghiệm. Nếu chúng ta lấy một cái cây khác chúng ta chắp vào đây thì quá đơn giản, nhưng mình cắt cái cây chỗ mình vừa lấy cho vào đây thì bây giờ vẫn mọc. Mọc cái này mà nó chỉ cần nó ra rễ là thành công. Ra rễ thì sau nó bám vào thì là thành công thôi. Vậy thì qua đây các bạn thấy cái rác, đất rác này nó tuyệt vời như nào. Để cây các bạn nhìn này, 1 năm làm. Đấy, 2 năm, cây này từ thời gian mình lên Sa Lý của Lục Ngạn Bắc Giang mình dạy mình lấy. Đây. Cây này 2 năm. Còn cây này mới thay đất hôm nọ đây. Đấy, cây này mình lấy trên xa. Mình nhìn thấy cây mình thấy ức chế con gà đạp. Vừa đấy mình đi mình thấy đạp mấy cây liền. Cây này mình lấy trên Lạng Sơn 1 năm nhờ đầu cuối năm, tháng Giêng năm ngoái sau Tết đấy. Là cây cũng đảo dáng đây. Đấy, chúng ta thấy tuyệt vời chưa? Chỉ dẫn bằng rác thôi, mình vừa chuyến đây đấy. Mình bê cho thoáng. Đấy. Đấy, cây mai chiếu à, cái gì nhỉ? Cái xương cá này. Đấy, các bạn nhìn thấy, chỉ mấy hôm mình bấm thôi, tốt oăm. Thôi đã đến đây thì mình đây. Cây mai chiếu thủy này. Đấy, mấy hôm thì tốt oăm. Thôi đã đến đây thì mình quay tất cả cái cây cây xương cá này, các bạn nhìn này. Úi giời. Tốt chưa? Chỉ mấy hôm mình không bấm mình thay đất. Còn trên này là bùn, dưới là rác. Nhưng mình bởi vì dưới là rác cho nên nó hay lún cho mình phải đắp thêm một cái gì nhỉ? Cái lốp xe máy vào đây. Để lúc nào nó ổn định thì mình nhấc cái lốp xe máy ra. Đấy. Các bạn thấy tốt không? Vừa thay đất được mấy hôm thôi. Trong tháng 8. Cảm ơn các bạn xem video nhá. Thì tóm lại là mình thấy những cái gì hữu ích thì mình chia sẻ anh em. Những cái thất bại, những cái gì nó nhược điểm thì mình cũng chia sẻ anh em. Để anh em chúng ta cùng nhau tham khảo. Bởi vì thấy anh em đang nhóm trên cái nhóm Huawei. Các bạn dâm nhiều cái thuật rất tuyệt vời. Nhưng nó quá cầu kỳ. Bởi vì chúng ta nó bị máy móc. Bởi vì chúng ta bị lệ thuộc người ta. Người trước đã làm, người sau không dám thử nghiệm. Còn mình là người dám thử nghiệm nhiều, dám bỏ ra nhiều. Giống như làm cây vải, mình dám bỏ ra nhiều cách mình làm. Để cuối cùng mình hiểu cái bản chất của thực vật, hiểu bản chất của các loại rác, các loại phân, các loại mình hiểu. Rồi mình đưa ra cách làm mới sao cho tiện ích nhất. Nếu như dâm phôi các bạn dùng sơ dừa này, cát này, các loại kích rễ này, ni lông này, chăn này, rồi để ủ khô này, nó rất là tốt. Nhưng các bạn mất nhiều thời gian, nhiều tâm sức và nó quá là cẩn thận chi tiết. Còn dơm rác của mình đào về vứt đống rác, đôi vứt đấy khi nào mọc mới tưới. Hoặc để bị xe xe khô thì chúng ta tưới ngay. Đấy, cũng 5-10 ngày, nửa tháng là nó mọc. Cảm ơn các bạn xem video. Tóm lại, cứ lấy rác phủ vào sẽ mọc hết.